Đoàn Tùng không chơi với ai, Mono chơi với cả showbiz. Người tình mùa đông hả? Nhưng mà Mono về mất rồi. Đang nghỉ mệt nghe Trúc Nhân gọi tên cái, chạy ra dòng cả luôn. Người này lòng chơi với Mono. Để tôi nghe nói ra sao, bên này sống không vui nên em mới quay về thao, đúng không? Thuộc thế hệ tân binh nhưng sức hút của Mono lại chẳng hề tân binh chút nào. Trái ngược với anh trai Sơn Tùng kín tiếng, hiếm khi có màn song ca hay giao lưu nhiều trên sân khấu với đồng nghiệp thì cậu em lại như chiến thần ngoại giao, sơ hở là giao lưu, sơ hở là tay bắt mặt mừng với cả showbiz. Điển hình như trong một lần biểu diễn, anh chàng đang ngồi nghỉ mệt ở góc sân khấu, nghe Trúc Nhân gọi tên, anh chàng chẳng ngần ngại mà chạy ù ra sân khấu để phụ diễn. Mặc dù đây là bài hát của đàn anh, nhưng sao nam vẫn tự tin góp giọng bằng một câu hát và chủ động lui về sau chào khán giả rồi rút khỏi sân khấu. Cách xử lý chuyên nghiệp và thái độ của Mono đối với phần trình diễn của bậc tiền bối đã giúp anh nhận được những lời khen từ khán giả. Nhiều người cho rằng tinh thần vui vẻ, nhiệt tình của Mono chính là điểm sáng quan trọng giúp em trai Sơn Tùng ngày càng tạo được thiện cảm, có được lượng người hâm mộ đông đảo. Đây cũng không phải lần đầu Mono được khen ngợi về cách cư xử. Tháng 1 năm 2023, anh có mặt tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25. Ngay từ khi còn có mặt ở thảm đỏ, Mono đã liên tục cúi người chào. Khi gặp những đàn anh đàn chị trong nghề, tân binh Gen Z luôn chủ động tiến đến xin bắt tay, hỏi han. Bước lên sân khấu khi được gọi tên cho vị trí gương mặt mới xuất sắc, Mono lập tức khoanh tay cúi người 90 độ trước Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi kết thúc phần nhận giải, bước xuống sân khấu và lướt ngang Trấn Thành, Mono tiếp tục quỳ xuống chào để thấp hơn đàn anh đang ngồi, thể hiện sự tôn trọng với ông xã Harry Won. Lần đầu tiên gặp Trấn Thành, Mono không chỉ có những tương tác và có những đoạn đối thoại vui vẻ trên sân khấu, hai người còn dành nhiều tình cảm, hành động thân thiết tại hậu trường. Giọng ca Gen Z ôm trò chuyện cúi đầu chào MC Quốc Dân. Loạt khoảnh khắc nhanh chóng được dân tình lan truyền trên các diễn đàn. Nam MC còn ngỏ ý muốn nâng đỡ Mono trên con đường nghệ thuật. Ở một buổi diễn khác, Mono chạm mặt Đức Phúc khi vừa trình diễn xong và chuẩn bị ra về. Khi thấy Đức Phúc từ xa, em trai Sơn Tùng đã lập tức cúi đầu chào hỏi. Đức Phúc cũng tỏ ra rất quý Mono khi ôm lại đồng nghiệp tiễn đàn em ra xe. Hay như lần gặp Isaac và Quân AB trong hội trường một đêm diễn, cả ba cũng có màn giao lưu như anh em một nhà, khiến fan cũng được dịp tự hào khi thần tượng nhà mình đụng ai cũng thân được. Nhiều lần ghi điểm với đồng nghiệp trong nghề, Mono đã ngày càng được khán giả mến mộ nhiều hơn. Với những màn làm thân với cả showbiz như thế này, không sớm thì muộn, anh chàng cũng thành em trai Quốc Dân cho xem. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình bên dưới phần bình luận nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!